Mỹ sẵn sàng ngăn bạo lực leo thang ở Bắc Kosovo. Chỉ huy Mỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Kosovo khẳng định sẵn sàng can thiệp ngăn bạo lực leo thang ở khu vực. Chúng tôi sẵn sàng được huấn luyện và trang bị tốt để ứng phó với mọi kịch bản tại khu vực. Rose Walker, chỉ huy lực lượng được huy động tự vệ binh quốc gia bang Texas, tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO tại Kosovo ngày 16 tháng 2 cho biết. Mỹ đóng khoảng 570 quân nhân cho sứ mệnh tại Kosovo. Toàn bộ lực lượng NATO cho nhiệm vụ này có quân số khoảng 4.500 người. Tổng quân số tăng lên thêm khoảng 1.000 người sau khi bạo lực leo thang ở khu vực vào tháng 9 năm 2023. Trong đó có vụ đấu súng giữa cảnh sát Kosovo và các tay súng từ Serbia khiến một cảnh sát thiệt mạng. Dù chúng tôi sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chúng tôi vẫn kỳ vọng mọi vấn đề có thể được ưu tiên giải quyết qua đối thoại hòa bình, Walker cho hai. Một số đơn vị Mỹ tại Kosovo được bố trí gần thị trấn Lepasovic và các tuyến tuần tra biên giới Serbia. Quân nhân Mỹ chỉ mang theo súng lục và đi bộ trong các chuyến tuần tra, phần nào chứng tỏ tình hình đã giảm căng thẳng so với những tháng cuối năm ngoái. Lãnh đạo chính quyền Kosovo Albin Kuti hồi tháng 12 năm 2023 cáo buộc lực lượng tình báo Syria đang hỗ trợ huấn luyện các tay súng cực đoan chuẩn bị leo thang bạo lực trở lại tại biên giới. Chính phủ Syria đã bác bỏ cáo buộc này. Tình hình phía Bắc Kosovo tiếp tục tiềm ẩn căng thẳng khi cộng đồng khoảng 50.000 người gốc Syria không chấp nhận chính quyền Kosovo ở Pristina. Giới quan sát lo ngại căng thẳng sẽ tăng nhiệt trở lại vì Kosovo Cấm sử dụng tiền Dina của Serbia trong lĩnh vực công như lương hưu, phúc lợi xã hội, hỗ trợ giáo dục và bảo hiểm y tế. Ông Kuti khẳng định biện pháp này nhằm ngăn cản giao dịch tiền tệ bất pháp ở biên giới. Một số nước phương Tây đã đề nghị Kosovo hoãn thực thi lệnh cấm tiền Dina của Serbia để tránh căng thẳng leo thang.